ngọt bùi lời thơ hoa câu tỏa hương, non nghiêng nghiêng nắng mưa vơi đầy với cầu tre đi tới chân trời mới mới mong xôn xao biển trời xanh trong non nước ngàn năm bao la lắng sâu tình yêu loài người qua rồi một thời đạn bom để muôn đời thanh bề. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh, tên người đẹp lời nước non, tên người dạng người lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Kiên quyết nâng cao dần mức sống của nhân dân, đồng thời giảm nhẹ dần sự đóng góp của nông dân. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài xã luận lễ mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1955, đăng trên báo Nhân dân số 549 ra ngày 3 tháng 9 năm 1955. Trước đó, lời kêu gọi này được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào sáng ngày 2 tháng 9 năm 1955 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào gồm đủ các giới, các dân tộc. Trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi trọn vẹn, đất nước tạm phân chia thành hai miền. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, đang tiến hành khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Quân dân miền Nam đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, hướng tới cuộc tổng tuyển cử thống nhất hai miền. Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi của Bác đã làm nức lòng đồng bào, nhất là tầng lớp nông dân, động viên mọi người vượt qua mọi khó khăn gian khổ, khắc phục trở ngại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ trương kiên quyết nâng cao dần mức sống của nhân dân và làm giảm nhẹ đóng góp của nông dân là một nội dung lớn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nhân dân trở thành người làm chủ, đúng với chủ trương, đường lối xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân. Sau hơn 40 năm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, đất nước đang trên con đường phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với thế giới. Lời của Bác dạy năm xưa vẫn mang tính thời sự sâu sắc, là mục tiêu, động lực của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mỗi người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc là người chủ của đất nước. Quân đội Nhân dân Việt Nam được Đảng, Bác Hồ tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện là quân đội cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Đồng thời, đó còn là một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Do đó, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ quân đội phải luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, có trình độ kỹ, chiến thuật cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vinh quang nhân dân Việt Nam.